Xin chào các bạn. Tiếp tục chủ đề trước, chủ đề thế giới động vật. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi tìm hiểu về những con vật có trong thế giới động vật nhé. Trên tay mình chính là những tấm thẻ có hình của những con vật. Các bạn hãy nhìn lên tấm thẻ và cho mình biết tên của những con vật nhé. Đầu tiên, đây chính là con gì? Các bạn hãy trả lời giúp mình nào. Đây chính là con cua đồng. Con cua đồng. Tiếp theo, đây là con gì? Các bạn hãy giúp mình trả lời nào. À, đây chính là con bọ cạp. Con bọ cạp. Các bạn hãy nhớ khi thấy con bọ cạp đừng cầm bằng tay nhé. Tiếp theo, là con gì? Các bạn hãy trả lời giúp mình nào. À, đây chính là con gà mái. Con gà mái. Con gì đây? Các bạn có biết không? Hãy cùng mình trả lời câu hỏi này nhé. Giống con sâu đúng không nào? Không phải đâu, đây chính là con tằm đấy. Con tằm. Các bạn có biết thì là con gì không? À, đây chính là con cừu. Con cừu. Hãy trả lời giúp mình, đây là con gì nào? Đây chính là con dế. Con dế. Tiếp theo, đây chính là con gấu. Con gấu. Ôi, con gì đây các bạn có biết không? Đây là con dết. Con dết. Các bạn chú ý, nếu thấy con dết, chúng ta không được dùng tay cầm mà phải dùng những vật dụng để bắt con dết nhé. Và tránh xa con dết ra. Nếu để dết cắn, chúng ta sẽ rất nguy hiểm đấy. Và đây là con gì? Đây là con ve sầu. Các bạn có biết con gì đây không? Hãy cùng mình trả lời nào. Đây chính là con mối đấy. Con mối. Vậy là chúng ta vừa được biết thêm một số các con vật trong thế giới động vật đúng không nào? Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.